Dr. Russell Bion cho biết, máy bay tiêm kích đánh chặn Su-27, tên của NATO Flanker kẻ tiến công bên sườn. Đây là loại máy bay tiêm kích đánh chặn đa năng hạng nặng, có thể thực hiện nhiệm vụ chiến đấu cả ngày lẫn đêm, trong mọi điều kiện thời tiết. Su-27 được phát triển tại cục thiết kế Sukhoi, một trong những nhà thiết kế chính của Su-27 là anh hùng Nga Mikhail Simonov. Chuyến bay thử đầu tiên của Su-27 thực hiện ngày 20 tháng 5 năm 1977 sau F-15 của Mỹ 5 năm. Năm 1984, Su-27 chính thức được quân đội Liên Xô đưa vào biên chế. Giống như hầu hết các vũ khí được phát triển dưới thời Liên Xô, Su-27 được xác định là đối trọng, thậm chí là phải vượt trội so với các máy bay đối thủ từ Mỹ. Trong trường hợp này là máy bay chiến đấu đa năng hạng nặng F-15. Nhưng điều không mấy ai biết đó là Su-27 lại dựa trên một phần thiết kế của chính F-15. Sau này, chúng đã trở thành mẫu chiến đấu cơ danh tiếng vượt mặt cả người anh em đến từ Mỹ. Đã có được các bản thiết kế của F-15 Eagle, được thiết kế bởi McDonnell Douglas và giao chúng cho cục thiết kế Sukhoi. Các kỹ sư Liên Xô đã sử dụng chúng để hoàn chỉnh phiên bản máy bay chiến đấu mới, nhà phân tích quân sự Viktor Litovkin cho biết. Theo Litovkin, do dữ liệu tình báo không đầy đủ, nên bản thiết kế F-15 còn thiếu phần thông số kỹ thuật về phát triển tốc độ siêu thanh và hiệu suất khí động học như phiên bản thật. Cuối cùng, các nhà sản xuất đã quyết định kết hợp mô hình máy bay Mỹ với phiên bản của Liên Xô, được phát triển từ những năm 1970. Đến năm 1981, chiếc T-10S đầu tiên đã bay lên bầu trời, sau này được biết đến với cái tên Su-27. Với thiết kế mới, máy bay Liên Xô đã thiết lập hơn 30 kỷ lục thế giới, bao gồm tính năng hoạt động, vận tốc leo cao và độ cao, tải trọng và nhiều thứ khác. Sau này, tất cả các phiên bản tiếp theo được thiết kế bởi cục thiết kế Sukhoi đều dựa trên nền tảng của Su-27. Khi mới ra đời, nhiệm vụ chính của Su-27 là vượt qua đường giới tuyến quân địch để tấn công máy bay tiếp dầu và chỉ huy và cảnh báo trên không. Những nhà hoạch định kế hoạch Xô Viết cho rằng, việc tấn công trực tiếp các loại máy bay trên sẽ hạn chế khả năng duy trì và mở rộng các chiến dịch không quân của NATO. Các phiên bản nâng cấp từ Su-27 đã có các hoạt động thực chiến ở Syria và các nơi khác. Gần đây, máy bay phiên bản tiến công mục tiêu mặt đất Su-34 và máy bay chiến đấu Su-35 là loại máy bay chiến đấu chính của không quân Nga ở Syria. Những loại máy bay chiến đấu này đã khẳng định tính năng chiến đấu vượt trội khi sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau để tiến công các mục tiêu của quân khủng bố. Hiện nay, những máy bay chiến đấu được phát triển từ Su-27 như Su-30-34-35 là xương sống chủ lực của lực lượng không quân vũ trụ Nga. Tính năng kỹ chiến thuật chủ yếu của Su-27, trọng lượng rỗng 16.000 kg, trọng lượng khi cất cánh 30.000 kg, sải cánh 14,7 m, loại động cơ AN-31F, 2 động cơ, tốc độ tối đa 2.500 km/h, bán kính bay chuyển sân 3.900 km, trần bay 18.500 m, kíp lái 1 người. Về vũ khí, Su-27 sử dụng được nhiều loại vũ khí hàng không của Liên Xô và có tới 10 điểm treo tên lửa và các vũ khí khác với trọng lượng vũ khí lên tới 8 tấn. Tên lửa trang bị tiêu chuẩn của Su-27 cho không chiến là Vimpel R-73, R-27. Những phiên bản nâng cấp như Su-30-34-35 có thể mang tên lửa tiến công ngoài tầm nhìn R-77. Ngoài ra, Su-27 còn được trang bị pháo một pháo hàng không 30mm GSH-31 để dùng trong không chiến tầm gần.
vẫn đánh mất cơ hội trở thành mẫu tiêm kích xuất khẩu nhiều nhất của Mỹ. F-20 Tiger Shark, cá mập hổ, là mẫu máy bay tiêm kích được hãng Northrop Grumman bắt đầu chế tạo vào năm 1975 bằng kinh phí riêng, nhằm chiếm lĩnh thị trường xuất khẩu máy bay chiến đấu đang nở rộ vào giai đoạn đỉnh điểm của chiến tranh lạnh. F-20 được phát triển trên cơ sở mẫu tiêm kích F-5E Tiger II được Mỹ sản xuất hàng loạt và cung cấp cho các quốc gia đồng minh kể từ sau Thế chiến II, nhưng được cải tiến đáng kể về động cơ và hệ thống tác chiến điện tử, đem lại khả năng tác chiến mạnh mẽ hơn phiên bản gốc. So với F-5E, mẫu F-20 nhanh hơn, có khả năng không chiến ngoài tầm nhìn hiệu quả, không kích các mục tiêu mặt đất bằng hệ thống vũ khí chính xác cao. F-20 có chiều dài 14,4m, sải cánh 8,53m, cao 4,2m, trọng lượng rỗng 5,96 tấn, trọng lượng cất cánh tối đa hơn 7 tấn, vận tốc tối đa đạt Mach 2, 68m/s, trần bay cao nhất 16 km. Về vũ khí, F-20 được gắn 5 giá treo trên cánh và thân, có khả năng mang 3,6 tấn bom, tên lửa, rocket. Vũ khí đối không của máy bay gồm nhiều tên lửa AIM-9, AIM-7 Sparrow, hai pháo tự động M39 20mm với cơ số đạn 280 viên. Khi tấn công mục tiêu mặt đất, F-20 sử dụng tên lửa không đối đất AGM-65 Maverick, hai ống phóng rocket 4 rocket 127mm và các loại bom thường MK-80, bom chùm CBU. Một điểm mạnh khác của F-20 so với những đối thủ cạnh tranh là khả năng đối phó nhanh với các tình huống khẩn cấp. Trong một đợt diễn tập thử nghiệm vào năm 1980, F-20 chỉ mất 2 phút 30 giây để đạt độ cao 12 km, sẵn sàng đối đầu với các mối đe dọa xâm nhập không phận. F-20 có bay chuyến bay đầu tiên vào ngày 30 tháng 8 năm 1982. Tuy nhiên đây dường như là thời điểm không thích hợp cho sự ra mắt và quảng bá hình ảnh của mẫu tiêm kích mới này, vì Tổng thống Ronald Reagan đã quyết định nới lỏng những hạn chế cung cấp mẫu tiêm kích F-16 Fighting Falcon nổi tiếng cho các nước đồng minh. Đến năm 1986, Bộ Quốc phòng Mỹ không đặt hàng F-20 mà lại sử dụng F-16 để trang bị cho lực lượng không quân vệ binh quốc gia. Quyết định này tác động đáng kể đến những quốc gia đang xem xét, lựa chọn mua tiêm kích Mỹ. Sau 6 năm không bán được chiếc nào, đến năm 1988, hãng Northrop chính thức cho ngừng chương trình F-20 trị giá